sự thật rùng rợn về một trăm đứa trẻ nằm trong lăng mộ của Từ Hy Thái Hậu, hé lộ tội ác gây phẫn nộ. Vốn là người nắm giữ cương vị tối cao trong nhiều năm ở triều đại nhà Thanh, bà đã làm rất nhiều chuyện hoang đường, sát hại chúng sinh, thay đổi hướng phát triển và làm cho triều đại này dần bị diệt vong. Mãi đến lúc chết, vì để thỏa mãn nguyện vọng cá nhân, bà tiếp tục giày vào dân chúng lầm than, bắt một trăm đứa trẻ chưa đến 10 tuổi phải cùng chết theo mình dưới nấm mồ. Không giống như Tần Thủy Hoàng, vị bảo chúa dành cả đời để tìm cách trường sinh bất lão, từ hy thái hậu nhận thức được con người không thể chống lại mệnh trời, đồng thời bà cũng lo sợ bản thân bị gặp báo ứng vì những tội ác mình đã gây ra lúc sinh thời và bị ma quỷ đầy đọa sau khi chết. Sau khi tìm ra biện pháp giải quyết từ các quan đại thần và đạo sĩ cao tay, bà ra lệnh bắt 100 đứa trẻ ở các hộ dân lành và buộc chúng phải tham gia xây dựng lăng mộ cho bà. Nguyên nhân là vì cho rằng trẻ nhỏ là những sinh linh thuần khiết sạch sẽ nhất, có tác dụng thanh tẩy lăng mộ, không cho ma quỷ lại gần.